Hôm nay phái đoàn ở Sóc Sơn vô đây tu tính ra cũng gần 2 tuần nên cũng sắp sửa về. Những đứa thấy các vị này cũng vô chùa nghiêm túc siêng tu, có duyên đặc biệt khi mình mà dù ở xa nhưng mà mình có cái tâm mình tu thì tự nhiên gặp nhau, cái duyên nó tự nhiên về, hướng về nhau lo tu thì tự nhiên duyên gặp nhau về. Ở gần mà nếu mà mình không chân thật nghe lời nhau tu thì nó cũng xa. Giống như trong thời của Đức Phật còn tại thế, có những người đệ tử bên cạnh Đức Phật mà không bằng những người mà người ta ở xa mà học cùng Phật. Nên cái quan trọng là cái tâm mà thành kính để học tập. Nên tuy ở xa vô đây mà những đứa thấy nhân duyên gặp nhau cũng dày, nhất là có bé nhỏ 5 tuổi. Nên là tuy người ta ở nhà người ta nghe pháp đồ gì nhưng mà vô đây tự nhiên duyên cũng dày, thấy cũng dễ thương. Nên là có con nên dạy từ khi còn nhỏ tiếp nhận Phật pháp, với cô có để tay đỡ mỏi. Nên là tiếp nhận Phật pháp sớm đó là phước báo đặc biệt nhất. Nên là những đức bây giờ có cái nghĩ là pháp môn tịnh độ này nó quá đặc biệt, quá thù thắng. Vì sao chúng ta không phát triển mỗi một gia đình là đạo tràng tịnh độ? Giống như các vị đi đến đây tu học về, chúng ta phổ biến tịnh độ ở vùng quê mình, gặp máy nghe pháp đồ đặt giùm ta phổ biến, rồi xong rồi từ từ nó lan rộng ra là tịnh độ này đi đến từng nhà. Ví dụ như nhà mình có thờ ngôi Tam Bảo, có thờ khóa tu, con mình từ khi còn nhỏ gì nó tu thì sau này lớn lên nó biết tu luôn, rồi tiếp tục tới nhỏ này lớn lên cái truyền cho tiếp tục từng đời, thì gia đạo mà biết tu vậy thì gia đạo nó thịnh vượng liền vậy đó. Nên những đức thấy rằng là như chùa mình đông người gì mà chỉ niệm Phật thôi mà nó ổn định, nó đầy đủ là do công đức niệm Phật lớn. Nên từ nơi đó bây giờ chúng ta nên phổ biến cái tịnh độ này cho nó rộng lớn. Quý vị nhớ là cái Phật pháp nó không phải như là một số người người ta hướng dẫn mình nó mê tín. Ví dụ như học Phật không phải là cầu xin cái việc Phật Bồ Tát cho bên này kia, không phải đâu, mà Phật pháp là một nền giáo dục. Con người chúng ta được tiếp nhận Phật pháp là đang sửa sai. Mình được cái nền giáo dục chí thiện nó giúp cho mình sống cuộc đời nó an vui tự tại. Chứ không phải là mình học Phật mà Phật Bồ Tát đem tiền hay đem vàng hay đem giấy số cho mình chúng, không phải đâu. Rồi không phải mà học Phật mà mình cầu xin Phật Bồ Tát gia hộ cho chồng con bỏ nhậu hay là con ngoan ngoãn học giỏi, không phải lý đó đâu. Mà là Phật pháp là do mình tiếp nhận thì mình được lợi ích. Khi mình được lợi ích thì người ta nhìn mình lợi ích mà người ta học theo, rồi tiếp tục người ta được lợi ích. Cũng như bản thân những đức gặp Phật pháp á, là chính bản thân những đức tu hành trì theo lời Phật dạy thì được lợi ích, chứ đâu phải Phật Bồ Tát nào cho những đức cái gì đâu. Này là rõ ràng xác thực. Nên có nhiều người chúng ta ở ngoài miền ngoài, khi chúng ta đi chùa nhiều nhưng mà lạ thay, chúng ta không có nhìn nhận được Phật pháp nó có một nền giáo dục sâu sắc cho nhân sinh con người. Mà có khi mình đi chùa nhiều nhưng mà mình đi đến chùa nào là, thí dụ như có những người đi, họ đi đến chùa xong cái là quý thầy nói cứ đi là đây, đi thường là đây, sau này gia đình có hậu sự gì á thì thầy đến thầy cầu siêu cho. Cái đó là không phải là Phật pháp là chân chính đâu quý vị. Mà Phật pháp chân chính á, Đức Phật nói là tự đốt đuốc mà đi. Đức Phật đem cái giáo pháp Đức Phật chỉ dạy rồi tự mình đốt đuốc mà đi, thì Phật pháp đó là Phật pháp chân chính đó. Có nghĩa là Phật pháp là con người xuất gia hay là con người cư sĩ, ai cũng là đệ tử Phật thì ai cũng có thể làm những cái việc mà như Phật dạy được hết. Người xuất gia làm được thì cư sĩ làm được à? Giống như người xuất gia tụng kinh bái sám được thì cư sĩ cũng tụng kinh bái sám được.
người xuất gia tu giải thoát làm Phật được thì cư sĩ cũng giải thoát làm Phật được, chứ không phải là người cư sĩ là người ta thấp kém hơn mình đâu, không phải đâu. Nên trong thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật làm Phật, còn một vị cư sĩ làm Phật đó là cư sĩ Rima. Nên chúng ta là người xuất gia phải chỉ dẫn hàng cư sĩ chân thật cho mỗi một gia đình người ta có Phật pháp chân chính để người ta tu. Bây giờ những đức thấy rằng là những đức hình thành ra cái tư tưởng là hướng dẫn hàng Phật tử tại gia có thờ khóa tu ở gia đình, và mỗi một người gia đình có thờ Phật Bồ Tát, để chính bản thân mình ở nhà mỗi ngày giống như lúc nào rảnh là mình, nhà mình có ngôi chùa nhỏ trong nhà. Có khi mình đi đến chùa nhiều năm mà mình có lợi ích, tại vì đi đến chùa mà không có ai hướng dẫn chân thật cho mình, đi đến đó thắp nhang cầu xin rồi nào có khi đốt với tiền vàng bạc nữa chứ. Rồi có khi có những nơi mà miền ngoài mà nào là cúng đồ mặn nữa chứ. Nên từ nó đó quý vị coi, bây giờ hàng cư sĩ người ta đi đến chùa mà ta còn chơi trường, mà người xuất gia mình mà còn ăn mặn thì thua, thấy không? Nên từ nó đó quý vị thấy rõ ràng hàng cư sĩ người ta ăn chay rất là nhiều. Đi vô đây thấy người cư sĩ ăn chay rất là nhiều. Nên cái việc ăn mặn thì có khi cái nơi chùa chiền người ta đến cái gì vậy luôn, nhưng mà thật sự thì Phật pháp nó đề xướng gì từ bi, ăn chay là rất là đúng. Nên cư sĩ tiếp nhận Phật pháp cũng nên ăn chay trường. Nên quý vị phải nhớ rằng là cái đoạn chia sẻ này cho phái đoàn Sóc Sơn mà cũng nhiều người được nghe. Nên có những phái đoàn xa, những đức ngồi nói chuyện chút, có những đoạn quay phim ngắn để lại, có khi về nhà bị coi lại, phải nhớ là chúng ta đã gặp được Phật pháp mà gặp ngay tịnh độ này là nó đặc biệt lắm. Mà Đức Phật này nói là được thân người là khó được, gặp Phật pháp là khó gặp. Mà bây giờ có thân người mà thấy mặt mày ai cũng sáng sủa cũng đẹp nữa, thấy không? Rồi á lại gặp ngay tịnh độ nữa chứ, mà gặp ngay đạo tràng chuyên tu nữa, mà gặp người ta hướng dẫn nhiệt tình nữa, nó không có dụng lợi cái gì với mình. Đây là duyên đặc biệt lắm đó nghe. Đời này mà tu không thành tựu là do tại mình đó. Quý vị phải nhớ nè, đối với chồng, đối với con, đối với gia đình, đối với vợ, đối với con, đối với gia đình, chúng ta chọn hết bổn phận, nhưng chúng ta phải có một cái chí hướng của mình. Tại vì khi mình bệnh đau và cặn tử nghiệp, người thân mình có chia cho mình được đâu, có ai thở phụ mình hơn nào đâu. Nếu như mà mình cứ lao theo gia đình mà để đi tạo nghiệp á, thì cuối cùng á, khi mình một hơi thở thở ra không hít vào thì cuộc đời mình cứ như đi xuống tam đồ ác đạo, ai cứu ai đây. Nên mình là người nghe Phật pháp á, mình á phải tu hành, không phải là cá nhân mình đâu, mà tu hành để giúp cho thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ còn đọa lạc trầm luân, họ đang đợi mình đó nghe. Nên nếu mà mình học Phật pháp á, mà mình đi đến chùa chiền á, mà mình chỉ có cái cầu sinh mà đi theo cái hướng mê tín mà không hướng theo giải thoát á, uổng cuộc đời tu của mình là tu không có kết quả đâu. Nếu như mười mấy năm nay vậy đó đi tu mà cũng vậy thì có được cái gì đâu. Bây giờ quý vị đi chùa nhiều, quý vị thấy không, có rất là nhiều chùa chiền mình đi đến không có ai nói cho mình nghe gì, không có nói cho mình nghe. Có khi mình vừa đi đến chùa, cái nói của họ là cái quyên góp, hoặc là cái nói của họ là cái mà mình phải đi kiếm tài vật đem đến để cúng dường. Có khi vậy, đây là những đứa nói thẳng á. Nên từ nơi đó mình á phải nhớ là mình được xuất gia tu hành, cái hướng dẫn người ta là để cho người ta nắm được cái giáo pháp. Có người nói những đứa một câu, bây giờ ông hướng dẫn cho gia đình người ta đều thờ Tam Bảo và tu hết, vậy cư sĩ nào đi đến chùa để hộ trì? Những đức nói không hiểu. Mình mà hướng dẫn cho người ta mà tu hành, người ta biết đạo thì cái tâm biết ơn Tam Bảo, người ta hộ trì quý thầy càng tốt hơn. Còn cái người mà ta chưa từng được nghe pháp đàng hoàng, người ta cúng dường chẳng được, cúng dường keo kiệt lắm. Còn khi người ta mà hiểu đạo rồi, cái cúng dường người ta là thật sự phát tâm, đó mới thật sự là Tam Bảo thịnh vượng. Cái này có phước đức thật sự nè, chứ không phải rằng là bây giờ mình để cho người ta đi đến chùa để cho quý thầy dẫn dắt bài vẽ cho người ta để quý thầy có cuộc sống, cái đó là diệt pháp, không có đúng quý vị à. Mà Phật pháp á, là phải đem truyền tải cho người ta chân thật, cho người ta được lợi ích xác thực trong cuộc đời tu. Như vậy thì Phật pháp chân chính. Những đức cũng không phải nói mình hướng dẫn chân chính gì, nhưng mà thôi mình học đạo thì mình cũng cố gắng
hướng dẫn cho người ta cho nó chân thành, nhiệt tình để người ta được lợi ích. Vì chính bản thân mình học Phật có niềm vui thì mình cũng muốn đem niềm vui này chia sẻ. Nên mong phái đoàn Sóc Sơn đi vô đây tu, những đức thấy cũng có duyên đặc biệt nên có đoạn quay phim ngắn này để về quý vị, cho cái khi người ở Sóc Sơn đã coi hoặc là đi đến tu học với thầy, thầy có đoạn nói chuyện quay lại và thầy nhắc nhở rõ ràng mỗi một người mình học đạo là hướng đến chánh tín chứ không phải mê tín, hướng đến giải thoát chứ không phải là cầu sinh. Nhớ nghe, học Phật pháp là hướng đến chánh tín, là hướng đến Phật học, chứ không phải là chúng ta hướng đến cái chuyện mà cầu sinh việc này việc kia ở thế gian này. Thấy không? Chỉ cần mình chân thật tu tốt thì cái việc tốt nó đến với mình. Cuộc đời mình nó không tốt thì do mình gieo cái nhân không tốt. Còn nếu bây giờ mình muốn tốt lại thì mình phải gieo cái nhân tốt lại chứ. Chứ bây giờ mình làm ác mà không lẽ giờ Phật đi ra tay để mà gọi là giải quyết vấn đề giùm cho mình thì cái chuyện này phi nhân quả. Nó Phật là người chỉ mình là sửa đổi lỗi lầm. Nên gọi là học Phật là học cái gì? Là học sửa đổi lỗi lầm. Nên mỗi một người chúng ta ai cũng sai, nên học sửa đổi lỗi lầm. Bây giờ mấy cô ví dụ như giờ có chồng bữa kia, chồng mà nói này nói kia khi mình cũng tức, mình cũng cự lại. Nhưng giờ học Phật là thôi, mình không có gì nữa. Mình nói chuyện cho nó đàng hoàng, nhỏ nhẹ, thấy không? Đó nên từ nơi đó hàng Phật tử khắp nơi nơi khi coi công đoạn này, nhờ mấy người này ngồi đây mà chúng ta có một buổi học tập là gì để mà để làm kỷ niệm, và thêm cái nữa là hướng dẫn được nhiều người. Nên mong rằng là nhiều vị Phật tử khắp nơi nơi có thể lập được đạo tràng gia đình của mình, nhà có ngôi tam bảo nha, rồi mỗi ngày có thời khóa tu sáng tối ổn định. Lúc đi làm mà thôi mà về nhà cái là thấy bước vào ngôi tam bảo cái là thấy đặc biệt. Trong nhà có ngôi tam bảo, một cấp dưới nữa thì thờ gia tiên ông bà, làm những bài vị nho nhỏ, cái tên cho nó đàng hoàng, cái tên bài vị của ông bà tổ tiên. Làm bài vị á chứ đừng có hình tùm lum tùm la. Bài vị là thờ cúng là tuyệt vời nhất. Rồi xong á là mỗi ngày mình tụng kinh niệm Phật á, ông bà tổ tiên nếu chưa siêu thì cùng tụng kinh niệm Phật cầu giải thoát với mình. Rồi mỗi ngày mình tu xong mình còn hồi hướng cho ông bà tổ tiên đó chứ. Đó là bờ gốc. Còn con cháu nhỏ nhỏ gì nè, bắt đầu là vô lễ Phật chung, tại vì niệm Phật 20 phút lễ Phật 45 phút làm được, làm theo. Thì làm từ còn nhỏ này cho tới lớn luôn là quen luôn. Nghe không? Quen luôn. Nó thấy chưa, người ta dễ thương chưa? Người ta học Phật á, người ta mặt dễ thương có duyên chưa? Em không? Nít mà người ta biết niệm Phật biết tu là người ta dễ thương vô cùng. Nên con cái mà gì ai mà không muốn đi, nhưng phải dạy. Thí dụ như có những đứa bé nó vô chùa quý cô, trời ơi, những đức nói ủa sao mà con vô chùa con lớn gì mà sao con không có cái lễ phép chút nào, con không biết gì chứ gì con. Thì bé nói ba mẹ con ở nhà đụng con là chửi con không có dạy gì đâu thầy, chửi con không à, còn ba con ngồi là đưa chân cẳng lên bàn đồ lúc lắc nên con làm theo. Những đức nãy thấy con đứa bé gái nó lớn lắm nghe con, 17 tuổi mà nó ngồi gì nè, nó đưa hai cái chân lên cái bàn á, không nó đưa hai chân chổng lên chờ á. Nhưng nó ủa sao con gái mà con ngồi kỳ cục vậy, nói tại mẹ con nhà ngồi vậy á. Nó thấy chưa, nên đó là xác thực luôn á. Nên từ nơi đó mong rồi tất cả những người làm cha làm mẹ nên dạy con từ khi còn nhỏ những cái căn bản từ cái đi đứng nằm ngồi nói năng hành động nó quan trọng đó. Nên cái đoạn chia sẻ chút xíu vậy đó để cho quý Phật tử khắp nơi nơi mình coi được nhớ là ở đây cũng có bà cụ có lớn tuổi, hôm nay cụ nhiêu tuổi rồi cụ? 78 tuổi. Bây giờ bà cụ đi vô đây bà cụ tu thấy an lạc không? Đưa bà cầm đưa xác vô. À, cụ tu vô đây thấy an lạc không cụ? Dạ thưa thầy con an lạc lắm ạ. Vui ha. Vâng. À, về bà cụ cố gắng niệm Phật nha. A Di Đà Phật. Và con bạch thầy là nhờ con quá thất là con thì ở nhà con tu ngày cũng được có khi hôm được 4 thời, hôm được 3 thời. Còn thường thường là sáng thì con tu nhà thì có mấy mẹ con, nhưng còn tối thì tất cả các con các cháu là tập trung về thất nhà con tu hết ạ. À, đặc biệt quá. Vậy cụ về á, bây giờ mình vô chùa mình thấy á, nhà chùa người ta tu hành vậy, còn mình lớn tuổi rồi, gần hết cuộc đời người mình để vì gia đình người thân con cái hết rồi. Bây giờ đến lúc này là lúc mà cụ phải chân thật niệm Phật, đến lúc nào Phật Ai Đà xuống nước thì đi theo Phật Ai Đà liền. Cái đó mới là cái chuyện mà quyết định cuộc đời thật sự đúng đắn đó nghe.
Chứ nếu như cả đời mà cực khổ gian nan vì gia đình mà cuối đời á, mà con cháu khóc lóc kêu gào mà nắm tay nắm chân lôi kéo mà không có điện cho cha mẹ, cái việc này phải hiếu đâu. Cái đó là cái hại ông bà cha mẹ đó. Giống như ăn tổ ngày nói mà té giếng mà liện đá theo đó cô à. Nên bây giờ con cái biết tu hết trơn gì nè, tất cả những người làm ông bà cha mẹ nhớ nghe, gieo duyên cho con cháu biết tu đó là cái thuận duyên cho mình sau này. Còn con cháu mà không biết tu cái chừng cuối cuộc đời chúng ta bị trở ngại đó cô. Mấy cô ở đây là chắc chị em không hả ta? Con bạch thầy là con sinh được 9 cháu thì có một cháu là chưa biết Phật pháp. Thì nó lấy chồng cách nhà con 3 cây. Còn tất cả đây là chung quanh ở nhà con hết, gần con hết. Thế giờ ở nhà thì có một thằng con, có một thằng con trai thôi. Thì cũng có vợ đó thì là cũng tu hết, chỉ có mỗi một chồng cháu gái là nó chưa biết Phật pháp, chưa nói được thầy ạ. Nó vẫn kêu là con nó còn nhỏ nó chưa đủ duyên ha. Nó chưa đủ duyên. Bây giờ bà cụ mà cố gắng bà cụ tu á cho tốt, bà cụ an lạc, bà cụ vui á nghe. Nó chuyển xây gia đình bà cụ hết nè. Nó lạ thay là chuyển xây gia đình mình từ từ. Tại vì sao? Vì mình biết tu á, nó mới chuyển xây được gia đình. Nó nên á, bây giờ á, vô đây biết được có một tịnh độ rồi, về làm sao mà dụng cái thời khóa công phu mà niệm Phật lễ Phật thôi. Tùy tu nó không nhiều nhưng mà nó an lạc nha. Cái quan trọng của mình tu hoài mà không chán. Rồi cái quan trọng mà cả ngày đeo máy niệm Phật này, thấy chưa? Rồi cầm máy bấm số nè. Đây là những cái hỗ trợ gì cái duyên tu cho mình đặc biệt nè. Rồi cụ niệm vài câu Phật hiệu kết duyên cuối cùng. Niệm A Di Đà Phật vài câu Phật hiệu kết duyên với chúng sanh coi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi chúc bà cụ đi vô đây tu rồi đi về tinh tấn niệm Phật để cuối cuộc đời Phật hay đà đến rước bà cụ về cực lạc nha. A Di Đà Phật. Rồi tới câu này nè cô, câu này coi. Cô vô đây tu thấy an lạc vui, cô để gần lên chút. Dạ A Di Đà Phật ạ, con vào đây tu được 15 ngày con thấy vô cùng an lạc ạ. Vâng ạ, trước đây con chưa biết đến Phật pháp thì cuộc sống nhân sinh của chúng con thì vô cùng vất vả và chúng con cảm thấy lúc nào phiền não. Nhưng từ khi mà chúng con gặp được Phật pháp ạ, lại biết được pháp môn tịnh độ thì chúng con cảm thấy là cuộc sống là vô cùng ý nghĩa và có một phương hướng đi, cảm thấy là nó an toàn ạ. Và chúng con như là tức là thấy vô cùng là hạnh phúc. Bây giờ cuộc sống hàng ngày chúng con cũng thấy hạnh phúc ạ. Chúng con nhờ nghe được ngày hai thời pháp của thầy, thế nên là nhiều nút mắc trong cuộc sống là chúng con cũng đã cởi được dần dần ạ. Và chúng con thấy bây giờ là an lạc vô cùng ạ. Và có một phương hướng đi vững chắc ạ. Để quyết tâm là một đời này là để báo đáp tất cả công ơn của các quý thầy đã dẫn dắt chị em chúng con, để một đời này là chúng con quyết tâm là vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ạ. Phải quyết chí thế. Vâng nhớ ạ. Nghe vâng ạ. Bây giờ mấy cô chỉ cần gầy dựng tín nguyện kiên cố dù ở xa. Vâng. Nhưng mỗi ngày nghe pháp hai thờ tập vậy đó. Vâng. Rồi xong á là sáng tối tu, tại vì hai thờ đó có 1 tiếng ít quá. Vâng. Nhưng mà nó bồi dưỡng cho mình không có bỏ tịnh độ. Vâng ạ. Nó gầy dựng cho mình không bỏ tịnh độ. Vâng. Nó rồi cởi mở tâm tư nhiều lắm cô. Vâng ạ. Nó trước đây chúng con thấy cuộc sống vất vả lắm ạ, hàng ngày đi làm vất vả, tối về lại bận bịu, được cảm thấy là cuộc sống nó không có một cái lối thoát ngày nào như ngày nào ạ. Như từ khi mà được nghe pháp của thầy thì chúng con thấy cuộc sống lúc nào thấy vui vẻ và hạnh phúc ạ. Giống như biết đủ thường vui. Vâng ha. Ạ. Và từ khi thầy hướng dẫn cho mỗi gia đình là có một đạo tràng thì chúng con cũng cố gắng sắp xếp thời gian để bốn mẹ con là ngày nào cũng dù mà công việc của bố mẹ hay là vất vả, con cái thì học hành cũng nhiều ạ. Thế nhưng con cũng cố gắng là buổi tối sắp xếp một thời khóa nhỏ nhỏ để gia đình chúng con cộng tu ạ. Vậy là hay quá. Vâng ạ. Rồi đây là đạo tràng niệm Phật ha. Rồi niệm vài câu Phật hiệu kết duyên chúng sanh đi con. Dạ vâng ạ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi đưa cho câu cuối cùng đó kìa cô. Cô vô đây tu thấy an lạc vui không cô? Ở nhà có dụng công tu gì không? A Di Đà Phật, con vào đây
cộng tu là 15 ngày thì nay chúng con cũng là được 13 ngày rồi, thì con thấy là rất là an lạc ạ. Vâng, thì là vào đây thì đúng là không dính đến tiền nong gì cả. Buông, con buông hết xuống thì là tu tập con thấy an lạc lắm ạ. Vâng, thế con thì cũng gặp được pháp của thầy, thì con cũng hành theo sáng là con nghe một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, thì tối thì làm quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc. Thì con cũng sáng tối là con hai thời khóa công phu ở nhà, thì tối thì con lại xuống mẹ con lại tu cuộc cộng tu cùng mẹ con tiếp. Vâng, A Di Đà Phật thì con thấy rất là an lạc. Thế còn ngày ngày thì là cứ vừa làm vừa bấm số niệm Phật đấy. Vâng, bấm số niệm Phật thì con ngày con cũng cứ bấm được ít nhất là 20.000 câu. Vâng, con thấy an lạc lắm. Đặc biệt quá ha. Vâng, ngày xưa đúng là con thấy cuộc sống cứ chạy theo vật chất thầy khổ lắm. Vâng, thế đến bây giờ thì niệm Phật thì con thấy đủ, nói chung là không kiếm được nhiều nhưng mà cũng là thấy đủ. Đúng rồi. Vâng, thì thấy con thấy an lạc lắm. Biết đủ thường vui. Vâng, đi đập Phật. Chạy theo hoài mà chạy không theo nói nữa. Còn về cái vấn đề bệnh tật thì con cũng nhiều bệnh lắm. Thế nhưng mà con cứ vượt qua hết, cứ trận nào mà cái bệnh là con niệm Phật là sau cứ vượt qua. Hay mà, vâng, con thấy an lạc lắm, không con không dùng thuốc gần chục năm nay là con mà bây giờ là tin tịnh độ tới cùng luôn, khó cần nghi ngờ gì đúng không? Gọi là quyết chí một đời này là con phải vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Con quyết chí ạ. Đúng không? Người ta cư sĩ mà người ta lòng tin ta ghê không? Nên quý vị là cư sĩ nhưng mà phước duyên dày dữ lắm chứ không giỡn đâu. Mà trong cái pháp môn tịnh độ này nhiều người cả xuất gia mà không tin đó con. Vâng. Người ta không tu sao tin? Vâng. Còn mình tu mình thấy lợi ích nó tin con. Con thấy an lạc lắm thầy. Hành trì mình mới thấy lợi ích đúng không con? Vâng. Đó nên cố gắng duy trì cái tâm nó thôi, niệm vài câu Phật hiệu kết duyên chúng sanh. A Di Đà Phật. 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 Rồi kết duyên nha. Đưa qua đây con, đưa ngang qua luôn. Đưa qua đây luôn. Qua đó con. A Di Đà Phật. Con là cô là chị thứ mấy rồi ta? Con là thứ năm trong gia đình. Thứ năm. Đây thứ mấy? Đây con này. Đây là thứ hai. Năm thôi được rồi. Con này là thứ tư. Thứ 8. Mẹ con nhà con vào đây tu chương trình là 15 ngày nay đã được 13 ngày rồi ạ. Con vào đây là thấy mười mấy ngày là con thấy an lạc lắm ạ. Con tu thấy rất là thoải mái và thấy cái thời khóa của thầy đưa ra, con thấy kể ở nhà đến ở chùa thì con thấy rất là tu dễ tu ạ. Nên là con rất là an lạc ạ. Thì được Phật. Và ngày buổi sáng ngày con ở nhà chỉ có con bấm được hai thời thôi, còn đâu con bấm số. Buổi sáng hay ra dậy sớm ở nhà, buổi tối là con gần nhà mẹ con, là tối nào chị em con cũng phải cộng tu. A Di Đà Phật. Đặc biệt quá, nhà chị em gần nhau hết ta? Vâng, nhà con ở gần nhau hết, ở loanh quanh chỉ mấy bước chân đấy ạ. Hay ha. Ông ở nhà sanh gái nhiều mà đứa nào không biết tu hay thiệt ha. Chắc chắn là mấy cô tu kiểu này mai mốt mấy đứa kia tu hết trơn. Tại vì sao? Vì nó thấy mình tu đặc biệt quá. Mình phải tu làm sao mà mình hiện cái tướng mình an lạc không? Dù mình nghèo mà mình cũng thấy tự tại nữa. Đừng, con... đừng có nói giàu mới tự tại nghe. Học Phật mà nghèo cũng tự tại. Nhà con hồi xưa thì con mới tu thì con thấy chướng lắm. Bây giờ thì thấy chồng con cũng thoải mái cho con tu tập, là cũng hộ trì cho con, là lúc nào cũng đôn đốc con nhiều rồi thầy ạ. Vâng, cũng nhờ được cái công đức của chồng con lúc nào cũng thúc giục, tâm ra là con tinh tấn hơn rồi đấy. Và chồng con không tu nhưng mà lại lúc nào cũng muốn con tu nhiều. Đúng ra là mấy ông chồng á, những đức khuyên mấy ông nha, có vợ rồi biết tu á là ngon lắm á. Vâng. Tại vì vợ rồi biết tu là yên tâm, thì mấy ông có đi đâu nó cũng không có dám làm bậy làm bạ nữa. Tại vì nó biết tu là nó tin sâu nhân quả. Thêm nữa đó, khi mà biết tu là nó tiếp nhận giáo dục là nó điềm đạm liền, bắt đầu là nó nói chuyện cũng đàng hoàng. Vâng. Nó biết tu từ từ là nó đàng hoàng ha. Vâng. Nên mấy ông chồng mà có vợ mà biết tu là mấy ông có phước ba đời. Hồi xưa thì là cũng không nóng, có giỡn đâu. Vâng, hôm xưa chồng con nóng tính, từ ngày con tu tập thì là cũng dịu tính lắm vậy ạ. Nhưng Đức nói mấy câu nghe nè. Mình tu mà tại sao người thân bên cạnh mình họ đỡ, nó đỡ sân si, đỡ nóng tính mấy cô biết không? Tại vì mình không có làm cái gì trở ngại nhau nữa. Vâng. Bây giờ á, hai người nó trở ngại nhau nó mới sanh phiền não. Chứ bây giờ mà nếu mà cái người này không làm trở ngại người kia lấy gì phiền não cô?
Bây giờ mấy cô quan hỷ quá trời luôn, sao mà chồng phiền não được, đúng không? Vâng. Nói gì con nhiễn hết ạ. Thua, xin thua. Nên nhớ câu nghe. Muốn chuyển người ta thì trước nhất phải chuyển mình. Vâng. Nhiều người học Phật á, cứ là không chuyển mình mà đi cầu xin cho người ta không à. Thua á nghe. Có nghĩa là làm sao mà mình chuyển mình nè, mình tu sao mà tâm mình dịu nè, mình tu sao mình an lạc nè, thì tự nhiên mình khỏi cần nói, mình cũng chuyển người ta nè. Còn nếu như mà mình đi tối ngày đi quỳ trước Phật mà cầu cho người thân không, mà mình không chịu chuyển cái tâm mình là đố mình tu mà chuyển người ta đó. Phật pháp đó là nó lợi mình mới lợi người. Vâng. Nên mấy cô học Phật gì là được rồi đó. Những đức á, mong mấy cô cố gắng tinh tấn niệm Phật, dù ở xa cực khổ cỡ nào nhưng mà muốn giải thoát cuộc đời thì phải chăng thật niệm Phật. Không phải là niệm Phật cầu sanh cực lạc là Phật rước liền đâu. Vâng. Nhưng mà càng niệm Phật nó càng sống thọ. Vâng. Nhưng đến cuối cuộc đời thì nhẹ nhàng mà đi về cực lạc. Vâng, đặc biệt thấy không? Con cố gắng đời này tu tập để quyết định về tới phần cực lạc ạ. À, niệm vài câu Phật hiệu kết duyên đi con. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ừ, rồi cái câu kế bên kìa. Thôi chắc mấy chị em chắc nói được hết rồi. Bây giờ thôi cô niệm vài câu Phật hiệu đi con. Cầm cái này niệm vài câu Phật hiệu kết duyên chúng sanh. Đưa cái đó đó con. À, niệm vài câu Phật hiệu đi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À rồi, đưa bé này niệm vài câu Phật hiệu kết duyên chúng sanh đi, là con có duyên à. Mà con vô đây con tu con thấy vui không con? Dạ có. À con nhiêu tuổi rồi? Con 15 tuổi ạ. À bây giờ phải cố gắng niệm Phật. Thấy không? Rồi hiếu với cha mẹ. Rồi mình là con gái thì mị đàng hoàng, có lễ phép. Dạ. À, gặp người biết chào hỏi, gương mặt tươi vui. Chỉ cần nhiêu đó thôi là ăn khách đấy con. Thấy không? Rồi mình cứ giữ cái phép tắc mình cho tốt là được rồi. Ha. Vâng. Rồi vậy là tự con vô đây con cũng nghe như đức giảng dưới nhiều mà đúng không? Vâng ạ. Rồi đó thì về cố gắng lúc nào sắp xếp được nghe cái buổi chia sẻ mà đạo làm con rồi đó, hay mấy buổi có hổm giờ có quay phim á. Vâng. Việc nghe lại ha. Dạ. Thôi con niệm vài câu Phật hiệu kết duyên chúng sanh đi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À rồi đưa cho câu này nè. À, cô ở nhà là tu hành thờ pháp cũng ổn định hả cô? Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con xin phép trước khi con có đôi lời chia sẻ thì con xin phép được có đôi lời con tri ân tới thầy mà trước đây cũng cho con biết đến pháp môn Tịnh Độ là thầy Quảng Thắng ở nơi phương địa phương nhà con ạ. Ừ. Cho con được xin cảm ơn thầy và cảm tạ đến thầy. Cũng trước đây chúng con chưa biết được Phật, đến Phật pháp thì chúng con đứng thầy đã đưa cho chúng con đến biết đến đạo và biết đến pháp môn Tịnh Độ. Chúng con rất biết ơn và cảm tạ thầy. Dạ hôm nay là chúng con cũng rất là thấy may mắn và hạnh phúc để đầy đủ nhân duyên được vào ngôi chùa Tổ Đình Hộ Pháp nơi thầy Nhuận Đức dẫn dắt. Thì hôm nay con xin trước khi có lời chia sẻ con xin cảm tạ thầy A Di Đà Phật. À. Dạ. Con bạch thầy, chúng con thời gian mà chúng con trước kia chúng con tu ở nhà ở chùa địa phương á, thì trong thời gian đó là cũng do cái dịch bệnh kéo dài ấy thầy, với cả cũng do một cái chứng duyên thì chúng con không lên chùa tu được, thì chúng con cũng đã tập trung tu ở nhà tại nhà, thì xong tu ở nhà thì cũng nghe được mở mạng thì nghe được pháp của thầy ngày hai thời chia sẻ đấy, thì chúng con nghe chúng con cũng rất là chân quý và chúng con cảm thấy chân quý và cũng hành theo những cái lời chia sẻ của thầy, chúng con cảm nhận được là rất là an lạc và thầy những cái mắc mớ mà trong cuộc đời thường trong gia đình chúng con á, mà tất cả các gia đình trong ngoài đời đều gặp phải thầy, thì nhờ những cái buổi chia sẻ của thầy mà chúng con cũng cởi mở được tâm tư rất nhiều. Những buồn phiền não thì những nút thắt mà lâu ngày không cởi được á, thì chúng con cũng nhờ những buổi chia sẻ của thầy mà
cởi được những nút thắt trong bao lâu mà không cởi được. Nên cũng do thế mà chúng con xong thầy lại đưa ra những cái thời khóa tu, những thời khóa tu rất là phù hợp cho những cái hàng căn cơ như hàng Phật tử chúng con thời hiện nay. Mặc dù là công việc rất bề bộn nhưng mà chúng con vẫn có thể sắp xếp để tu được gọn khỏe mà lợi ích rất là lớn. Thế cho nên là chúng con vô cùng trân quý. Chúng con trân quý lắm. Ngày chúng con bây giờ con như con thì là thời chính của con là ít nhất là phải 2 thời. Còn đâu con sắp xếp được thì có thể 3 thời, 4 thời. Xong ngoài ra thì tối đến chúng con chị em chúng con cũng về, tối nào chúng con cũng về cộng tu cùng với mẹ. Nên cuộc sống của chúng con bây giờ cũng thấy an lạc và hạnh phúc lắm thầy ạ. Vâng. Đặc biệt và, ha. Vâng. Chúng con thấy cởi mở được nhiều lắm thầy ạ. Vâng. Nên là chúng con không thể nào mà bỏ được cái công việc Phật đâu trong ngày đâu. Dù có làm gì thì làm chúng con cũng vẫn phải an trụ vào câu Phật hiệu. Nếu mà buông ra cái là thôi rồi luôn thầy ạ. Phiền não lắm. Tại vì ngoài đời bây giờ nó nhiều cái sự lu bu lắm thầy ạ. Chúng con nếu như đối tự duyên đối cảnh, phải đối duyên đối cảnh với cả sự nghịch nhiều lắm. Nhưng mà nương vào những cái thời khóa mà chia sẻ và cái thời công phu của thầy mà chúng con cũng vượt qua được những cái sự khảo đảo, thử thách, chướng ngại trùng trùng thầy ạ. Vượt qua được nhiều lắm rồi thầy ạ. Nên là chúng con cũng chân quý lắm. Chúng con bảo nếu mà cái công niệm Phật này chúng con phải giữ đến hết đời, không bao giờ chúng con bỏ được. Nó quá thù thắng đấy thầy. Vi diệu quá nên là không thể nào mà bỏ được. Mà bỏ ra cái là bị phiền não luôn. Thế nên là chúng con phải an trụ với câu Phật hiệu này. Tất cả những cái bệnh nghiệp của chúng con đó, nó trổ ra nhiều lắm thầy ạ. Vì là như chúng con cũng hiểu được cái nhân quả. Vì là cái nhân khổ đau này là mình cũng do mình tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì ngày nay cũng nó chín mùi rồi. Thì mình đã hiểu rồi thì phải chấp nhận để vui vẻ trả nợ tất cả những cái công việc trong gia đình, bên nhà chồng hay bên nhà ngoại hay bên nhà mình hay là trong gia đình riêng của mình, thì chúng con cũng vượt qua được nhiều. Mà nhờ những cái buổi chia sẻ của thầy đấy, không cởi nổi đâu thầy ạ. Cởi ra được. Vì là nó phiền não nhiều lắm. Nếu không nghe của thầy thì lu bu không thể tu nổi thầy ạ. Vâng. Nên chúng con rất trân quý. Những cái bệnh nghiệp trổ ra thì chúng con cũng an trụ câu Phật hiệu này, nên là nó cũng thọ mạng chưa hết thì các bệnh nhẹ hay là nặng cũng tiêu được hết thầy ạ. Thọ mạng của mình chưa hết, nó tiêu mà sức khỏe lại trở lại bình thường. Mà trong cái trận Covid là chúng con cũng Bồ Tát thử thách cũng dính hết thầy ạ. Nhưng mà niệm Phật qua hết. Nhưng mà niệm Phật qua hết mà lại đến là đến một lúc luôn, tất cả nhà luôn một lúc. Mà lúc cái mùa Covid đó nhà có nghe Pháp không ta? Con có chứ thầy, úi dồi lúc đấy thì con càng nghe dữ chứ thầy. Lúc đó mà nghe Pháp là tiêu luôn đúng không? Nghe Pháp và thời khóa tu của chúng con lại càng nhiều, công niệm Phật lại càng rảnh thời gian càng tu nhiều đúng không? Tu luôn thầy, không có ra ngoài mà thầy. Ở nhà độc trong gia đình xong thì là thức ăn thì có thể là mình để hàng vài ngày luôn. Xong có thời gian nhiều lắm thầy ạ. Rồi tu được nhiều. Thời gian tu hôm nay mới gặp nhau này. Dạ vâng, a di đà Phật. Thế nên bây giờ chúng con thấy hạnh phúc lắm thầy ạ. Sướng lắm. Được. Anh niệm dạy câu Phật hiệu kết duyên chúng sanh đi con. A di đà Phật, 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 a di đà Phật. A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật. Rồi rồi rồi. Bé ra đây này con, lên niệm dạy con bằng hiệu cái. Bé này ta 5 tuổi nha quý vị, mà ta ngoan, ta dễ thương lắm đó. Bữa đó mà đọc cái bài gì mà gì cảm ơn cơm cháo gì đâu con đọc đó rồi con. Ơn đức của cơm cay một hạt cũng phải nghĩ, không dễ mà có được, chi tiêu nên tiếp chậm, người ăn chớ đòi hỏi, ăn tiếp chậm mà ngon, trong bếp còn đồ thừa, trên đường còn người đói, dân dã hơn cao sang, khi ăn phải gọn gàng, không được làm rơi vãi, một hạt không bỏ thừa, rau xanh rất là tốt, túc tâm người bình an, hoặc ăn uống chờ kiểm tra ăn vừa đủ, chờ quán ăn với quần áo, hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. Con niệm dạy câu Phật hiệu kết duyên nè.
A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Bé này là những đức thấy là những đức thương nhất luôn đó. Tại vì sao? Vì chắc nó niệm Phật nhiều sao á. Nên những đức thấy những đức thương lắm. Hồi đó giờ nít nhiều nhưng mà bé là những đức thương nhất nè. Nên từ nó đó con về con ngoan, và từ còn nhỏ này mà niệm Phật nó lớn niệm hoài luôn, nghe không? Nó rồi sống cho thật là tốt. Qua những công đoạn này quay lại hết, tới sau này con lớn lên con cũng coi được nè. Nó là ảnh hưởng luôn. Người mà hiếu với cha mẹ rồi nói thật, có lễ phép, không trộm cắp của ai, chỉ cần nhiêu đó thôi là tự nhiên cuộc đời thành đạt à. Tại vì đó là gây dựng được phước duyên rồi tập niệm Phật nữa nha. Rồi hay là vợ. Bây giờ là cảm ơn gọn thôi con. Vâng, con xin phép trong thời gian qua tu tập thì con cũng xin phép hòa thượng thầy đã hòa thượng đã xây chùa để cho chúng con có cơ hội về để tu tập. Và con cũng xin cầu nguyện hồng ân tam bảo để gia trì cho hòa thượng có được sức khỏe, và hòa thượng an trụ ở thế gian lâu dài để cho cái hàng hậu học chúng con có nơi để nương tựa tu tập. Và chúng con cũng xin cảm ơn tới tất cả các quý thầy, quý cô, quý chú trong thời gian qua đã công việc rất là bận bịu nhưng mà vẫn bỏ hết tâm huyết của mình ra để sắp xếp từ chỗ ăn chỗ nghỉ. Rồi thì thầy cũng đưa ra những cái thời khóa tu rất ổn định để cho chúng con, đại chúng chúng con tu được tập trong những ngày tháng được an lạc và tràn đầy năng lượng, được sống trong cái ánh từ quang của Đức Thực Phụ Di Đà. Nên chúng con rất là trân quý, và một đời này chúng con phải quyết tâm giữ cái câu Phật hiệu này đến hơi thở cuối cùng, và một đời này để được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Được con. Nên bữa nay chúng ta cũng kết duyên với khắp nơi nơi hàng Phật tử khắp nơi nơi, mà dù chưa đi đến chùa mình, những cái bài chia sẻ những đức và từ khóa tu quý vị có thể áp dụng ngay gia đình hay bất cứ đoàn thể nào cũng tu được hết. Nên như đức thường khuyên là hàng Phật tử nghe được tịnh độ nên làm hết trách nhiệm của mình là người đệ tử Phật, đem giáo pháp của Đức Phật để mà rải điều ra cho chúng sanh được nhờ. Tại vì nơi nào mà có giáo pháp của Đức Phật mà hướng dẫn thì nơi đó chúng sanh được lợi ích, cũng như cả gia đình của quý cô an vui sống tốt đẹp, cũng đâu phải giàu sang gì nhưng mà do tiếp nhận Phật pháp mà có được biết đủ rồi nên mình vui, rồi dạy con cháu đàng hoàng, rồi mình hiểu sâu nhân quả, rồi trong cuộc đời gặp những cái trở ngại gì mình cũng nghĩ rằng đó là mình gieo cái nhân không phải, mình chịu cái quả không phải, thôi thì mình trả nợ phước cho rồi. Nên từ nơi cái tâm đó mà tức khắc cuộc đời mình an vui tự tại. Nên nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho gia đình, các ông xã chồng với cô ở nhà, mấy ông cũng cố gắng niệm Phật đi. Tại những đứa thấy ở đây những đứa nuôi ngàn mấy trăm người mà chỉ có niệm Phật thôi nó mà đầy đủ, chứ bản thân những đứa có làm gì cả tiền bạc gì đâu, chỉ có hướng dẫn ta niệm Phật thôi. Nên những đứa khuyên các ông á, niệm câu Phật hiệu hoặc rảnh rảnh lên tu với bà nhà đầu tu, đừng có đi chơi đâu nhiều chi, ở nhà mà sống với vợ với con, tạo dựng một gia đình hạnh phúc nó hay con, chứ mình đi chi nhiều mà tốn tiền nó không hay. Nó còn nếu mà còn uống bia thì nhà uống một hai chai bia với vợ á, trời ơi chơi với vợ là chắc ăn nhất đúng không, mà gia đình được hạnh phúc nữa cô, mà con cái nó nhìn cha mẹ gì nó mừng biết nhiêu nói đó. Nên những đức nói đây là những lời xác thực, mình cũng dám dạy dỗ về ai nhưng mà những đức thấy một cách hay, nên có vợ con mà biết tu là mừng lắm. Nên mong là tất cả các ông khắp nơi nơi mà có vợ rồi biết tu, hoặc là các bà mà có chồng biết tu, thôi đừng có trở ngại nhau, người ta tu được là quý lắm, học Phật pháp mà nếu mà nghe gì là đặc biệt lắm. Nên mong tam bảo gia hộ cho các vị luôn luôn an lạc,
sống tốt đẹp, và khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sinh về tịnh